Chào mừng quý phụ huynh và các con học sinh đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học bài ứng dụng của tỷ lệ bản đồ thuộc trang 156, 157 sách giáo khoa toán 4. Ở bài hôm trước thì chúng ta đã được học về tỷ lệ bản đồ, đã biết như thế nào là tỷ lệ của một bản đồ rồi đúng không nào? Vậy hôm nay chúng ta sẽ học ứng dụng của tỷ lệ bản đồ đó vào thực tiễn sẽ như thế nào? Vậy cô có bài toán số 1. Bản đồ trường mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỷ lệ 1:300. Cô có đây là bản đồ của trường mầm non xã Thắng Lợi. Bản đồ này có tỷ lệ 1:300 được ghi ở góc trái. Vậy với tỷ lệ này thì chúng ta biết bản đồ này đã được thu nhỏ 300 lần so với thực tế đúng không nào? Vậy người ta hỏi trên bản đồ cổng trường rộng 2 cm, tức là khoảng cách từ A đến B. Hỏi chiều rộng thật của cổng trường là mấy mét? Vậy để làm được bài này, chúng ta đã có khoảng cách cổng trường ở trên bản đồ là 2 cm, có tỷ lệ của bản đồ là 1:300. Vậy để tính được chiều rộng thật của cổng trường thì chúng ta sẽ lấy chiều rộng của cổng trường trên bản đồ nhân với tỷ lệ của bản đồ, tức là nhân với 300, thì chúng ta sẽ ra chiều rộng thật của cổng trường. Vậy cô có lời giải như sau. Chiều rộng thật của cổng trường là cô lấy 2 cm, cô nhân với 300 và cô có kết quả bằng 600 cm. Mà 600 cm thì cô đổi được thành bằng 6 m. Vậy từ đây cô có đáp số 6 m. Vậy chúng ta đã hiểu cách làm với bài ứng dụng tỷ lệ bản đồ chưa nhỉ? Vậy tiếp theo chúng ta đến với bài toán số 2. Cô có trên bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000, quãng đường Hà Nội - Hải Phòng đo được 102 mm. Tìm độ dài thật của quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng. Vậy để làm được bài này thì chúng ta cũng lấy quãng đường trên bản đồ là 102 mm, ta nhân với tỷ lệ của bản đồ ở đây là 1.000.000. Vậy cô có lời giải như sau. Quãng đường Hà Nội - Hải Phòng dài là cô lấy 102 mm, cô nhân với 1.000.000 và cô được kết quả bằng 102 triệu mm. Mà 102 triệu mm thì ta sẽ đổi được thành bằng 102 km, và cô có đáp số 102 km. Vậy khi đã có tỷ lệ của bản đồ, muốn tìm độ dài thật thì ta sẽ lấy độ dài thu nhỏ nhân với phần mẫu số của tỷ lệ bản đồ. Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm xong phần lý thuyết của bài ứng dụng tỷ lệ bản đồ. Vậy tiếp theo chúng ta cùng đến với phần bài tập. Đến với bài số 1, cô có đề bài viết số thích hợp vào chỗ chấm. Cô có bảng sau. Bảng này với các hàng và các cột. Ở các hàng cô có tỷ lệ bản đồ, độ dài thu nhỏ và độ dài thật. Tương ứng với đó là các số ứng với các cột là tỷ lệ bản đồ và độ dài thu nhỏ. Vậy nhiệm vụ của chúng ta phải tính được độ dài thật bằng bao nhiêu? Vậy với tỷ lệ bản đồ là 1:500.000 và độ dài thu nhỏ là 2 cm, thì chúng ta sẽ tính được độ dài thật thì sẽ bằng độ dài thu nhỏ nhân với 500.000. Và cô có 2 nhân với 500.000, cô có kết quả bằng 1.000.000. Đơn vị của cô vẫn giữ nguyên là cm. Tương tự như thế thì tỷ lệ bản đồ của cô là 1:15.000 và độ dài thu nhỏ là 3 dm, thì độ dài thật của cô sẽ bằng 3 dm nhân với 15.000 và cô được kết quả bằng 45.000 đơn vị là dm. Tương tự như thế, cô có tỷ lệ bản đồ là 1:2.000 và độ dài thu nhỏ là 50 mm, thì lúc này độ dài thật sẽ bằng độ dài thu nhỏ là 50 mm nhân với 2.000 và cô được kết quả ở đây sẽ bằng 100.000 mm. Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm xong bài số 1. Chúng ta cùng đến với bài số 2. Đến với bài số 2, cô có đề bài trên bản đồ tỷ lệ 1:200.
chiều dài phòng học lớp em đo được 4 cm. Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là mấy mét? Vậy với bản đồ tỷ lệ là 1 chia 200, thì muốn tìm độ dài thật ta sẽ lấy độ dài thu nhỏ nhân với 200. Vậy từ đây cô có lời giải như sau. Chiều dài thật của phòng học là... Cô sẽ lấy độ dài thu nhỏ ở đây là 4 cm. Cô nhân với tỷ lệ là 200. Cô được kết quả bằng 800 cm. Cô có, từ đây chúng ta phải đổi từ 800 cm sang mét đúng không nhỉ? Bởi vì đề bài yêu cầu hỏi chúng ta là chiều dài thật của phòng học là mấy mét. Vậy chúng ta đã tính được ra cm thì chúng ta sẽ đổi 800 cm thì sẽ bằng 8 mét đúng không nhỉ? Bởi vì 100 cm thì bằng 1 mét. Vậy từ đây cô có đáp số. Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm xong bài số 2. Chúng ta cùng đến với bài số 3. Ở bài số 3 cô có đề bài. Trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 2 triệu 500.000, quãng đường thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn đo được 27 cm. Tìm độ dài thật của quãng đường thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn. Vậy với bản đồ có tỷ lệ 1 chia 2 triệu 500.000, muốn tìm độ dài thật thì ta sẽ lấy độ dài thu nhỏ là 27 cm, ta nhân với 2 triệu 500 nghìn. Sau đó chúng ta sẽ đổi đơn vị sang đơn vị khác để gọn hơn đúng không nào? Vậy từ đây cô có lời giải như sau. Quãng đường thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn dài là... Cô sẽ lấy 27 nhân với 2 triệu 500 nghìn. Và lúc này cô được kết quả là 67 triệu 500 nghìn. Đơn vị của cô ở đây là cm. Vậy lúc này cô sẽ thực hiện đổi từ cm sang km để cho gọn hơn. Vậy cô có như sau. 67 triệu 500 nghìn cm thì sẽ bằng 675 km. Vậy từ đây cô có đáp số. 675 km. Vậy quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn dài 675 km. Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm xong các bài 1, 2,
3 của bài ứng dụng của tỷ lệ bản đồ thuộc trang 156-157 sách giáo khoa toán 4. Để xem thêm lời giải và các bài tập khác, các con hãy truy cập vào trang lời giải 2.com nhé. Chúc các con học tốt!